Chào mừng mọi người đến với channel của mình là Năng, và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo hiệu ứng Dreamy giúp cho video của bạn trong Cinema đẹp hơn, từ như thế này, trông như thế này. Ok, hãy follow từng bước của mình để có được hiệu ứng Dreamy này nha. Let's go. Ok, và bước đầu tiên mình sẽ kéo video vào trong timeline. Tiếp theo mình sẽ double click cái video của mình vào, mình sẽ ấn Alt, kéo lên. Đó, bây giờ mình có hai layer video. Ở đây chắc mình sẽ không cần âm thanh á, tắt bớt đi âm thanh này rồi cho mọi người dễ xem. Sau khi mình double click cái layer video lên rồi thì mình sẽ vào phần effect, bỏ Lumaki, bỏ lên layer trên. Ở đây chúng ta sẽ có hai mục, mục đầu tiên là threshold và thứ hai là cutoff. Và cái đầu tiên mình sẽ set thông số là 80, và cái thứ hai cutoff mình sẽ set thông số là cỡ 20. Sau khi mình đã set xong thông số thì mình sẽ tiếp tục vào phần effect, gõ Gaussian Blur. Gaussian Blur đây, kéo Gaussian Blur bỏ vào layer trên. Tiếp theo chúng ta sẽ có một blurriness của Gaussian Blur, mình sẽ set thông số cỡ khoảng từ 20 cho đến 50, dưới đây mình sẽ để 30 nhé. Bây giờ video của mình đã blur, nhưng mà blur này nó sẽ không hợp lý, nó sẽ bị nhòe và không làm cho video bị mất đi rất là nhiều chi tiết. Cho nên mình sẽ vào trong mục opacity, giảm mục opacity của layer trên cho đến khi chúng ta cảm thấy hợp mắt chúng ta nhất có thể. Ở đây mình sẽ để 50 đi ha. Đó, và bây giờ mình sẽ tắt và mở hiệu ứng cho mọi người xem. Đây là sau khi mình tắt hết hiệu ứng, sau đây mình bật hiệu ứng. Đây là vùng highlight của mình sẽ bị blur ra và làm cho video của chúng ta trông dreamy hơn. Nhưng mà hiệu ứng này sẽ còn tuyệt vời hơn khi chúng ta áp vào những video ban đêm, như là những video chúng ta quay low light ở ngoài trời vào buổi tối. Và mình sẽ tiếp tục làm cho và làm mẫu cho mọi người xem một video tiếp theo nhé. Ok, đến với video tiếp theo mình sẽ làm tương tự các bước mình đã làm. Double click cái video mình lên. Sau đó thì mình sẽ vào trong phần effect, ấn Lumaki, kéo vào bên trong của layer trên. Rồi, ok. Và bây giờ mình vô Effect Control, mình sẽ điều chỉnh cái thông số của Lumaki vào trong video. Threshold là cỡ 80, Cutoff là 20. Và tiếp theo mình sẽ vào phần Effect, chọn Gaussian Blur, nắm kéo vào video trên. Rồi, mình sẽ điều chỉnh thông số, lúc nãy mình đã chọn 30. Và bây giờ mình thử chọn thông số cỡ 50 để xem nó sẽ như thế nào. Đó, 50 nó sẽ blur nhiều hơn. Và đến bước cuối cùng sẽ điều chỉnh cái độ dreamy cho video của mình nhiều hay ít là phải phụ thuộc vào opacity. Sẽ điều chỉnh opacity này cỡ 50 đi. Đó, video mình đã trông dreamy hơn. Và mình sẽ tắt mở cho mọi người xem. Đó, mọi người sẽ thấy vùng highlight của cái video nó sẽ được blur ra, giúp tạo ra một cái cảm giác gọi là hơi mơ mộng. Và cuối cùng là mình sẽ điều chỉnh màu một tí để cho video chúng ta đẹp hơn. Và đó chính là cách đơn giản và hiệu quả nhất để tạo ra một hiệu ứng dreamy giúp cho video của bạn trong cinema đẹp hơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi video của mình. Nếu mọi người thấy video này hữu ích, hãy cho mình một like, một subscribe để mình có động lực làm thêm nhiều video nữa nha. Và bây giờ thì bye bye.